Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Trường Nụ của cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở em cũng sẽ lên cho các bác là một số sản phẩm đồ gỗ Cờ Đốc Xà Cừ núi xưa và nay ạ. Vâng, và bên cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng của em là 0912 862 834 ạ. Và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu lên đây cho các bác là một sản phẩm đồ gỗ mini các bác nhé. Đó. Trước tiên là em giới thiệu cho các bác là một chiếc cháp tròn các bác nhé. Đây là một chiếc cháp tròn được làm trên nền gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cùng mật này, được Cờ Đốc Xà Cừ Singapore 7 màu luôn các bác nhé. Mà em sẽ đo thông số cho các bác cũng được tham khảo ạ. Chiếc cháp tròn này có kích thước đường kính khoảng 27 cm và chiều cao khoảng 11,5 cm. Đó, được Cờ Đốc Xà Cừ Singapore 7 màu luôn các bác nhé. Đó. Cảnh trên này được cần một cảnh đồng quê sông nước các bác nhé. Đó, ốc Xà Cừ Singapore 7 màu. Và bên ngoài thì được cần là những ô trám với như là những leo liên chi. Đó. Được cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Đó, đây là phần phía dưới ạ. Phía dưới này được cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Em sẽ quay vòng tròn cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về chiếc cháp tròn này. Đó. Còn phần bên trong em sẽ mở bên trong ra cho các bác cùng được xem kỹ hơn. Đó, phần bên trong này thì có một ngăn để chứa đồ bánh kẹo các bác nhé. Đó, nhân dịp ngày lễ ngày Tết chúng ta sẽ để bánh kẹo vào đây. Và phía dưới này có một ngăn trống để chúng ta chứa đồ. Đó. Và phần bên trong này cũng được cẩn luôn các bác nhé. Đó, cũng được cẩn những cảnh là cây ấy, hoa mai. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, em sẽ xoay tròn cho các bác được xem chi tiết ạ. Đó, và chiếc cháp tròn này thì hàng cũng đã là tái cũ rồi các bác nhé. Đó, cũng được khoảng 20-30 năm rồi. Đó, các bác có thể thấy là những cái ten gỗ này đã lên màu theo thời gian rồi. Ốc cũng đã ngả mỡ trầu rồi các bác nhé. Đó, hàng này là hàng cũ rồi. Đó, với một chiếc cháp tròn như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Chủ Nụ của họ sẽ cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 4 triệu 500 nghìn ạ. Đó, 4 triệu 500 nghìn thì bên cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển tận nhà cho các bác luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo đây em có đây là cũng là một chiếc cháp các bác nhé. Đó, nó là hình chữ nhật ạ và được làm trên nền là gỗ trắc tà Việt Nam và được Cờ Đốc Xà Cừ cũng như là được kết hợp vào đó là cẩn gỗ xưa và ngà. Đó, và phần phía bên ngoài đây thì được bọc đồng các bác nhé. Đó, cực kỳ là sang trọng luôn. Đó, phần phía bên trên này thì được cẩn cảnh là những chú tiểu đồng các bác nhé. Đó, vui chơi ở dưới gốc cây. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần phía dưới này thì được cẩn là những cây hoa sen, hoa đại các bác nhé. Đó, cẩn tứ diện bốn xung quanh luôn. Đó, hàng bao đẹp lành lặn cho các bác luôn ạ. 100% là gỗ trắc tà Việt Nam. Đó. Đó, khóa là được khóa nằm khóa đồng các bác nhé. Đó, phần bên trong này gỗ bao lành lặn cho các bác luôn ạ. Đó, hàng cực kỳ là dày dặn luôn các bác nhé. Đó, bao lành lặn sạch sẽ cho các bác luôn từ trong ra ngoài luôn. Đó, với một một chiếc cháp hình chữ nhật như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Chủ Nụ của chúng em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 3 triệu 500 nghìn ạ. Đó, 3 triệu 500 nghìn bên cơ sở gọi sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, rồi sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu lên cho các bác đây là một bộ bàn ghế ăn nhé, một bộ bàn ghế ăn Louis ạ. Đó, bộ này gồm có là 9 món ạ, 8 ghế và một bàn, được làm trên nền là cây gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật của mật này, và em sẽ đo thông số cho các bác cùng được tham khảo về bộ này. Đó, chiếc mặt bàn này em đo có kích thước đường kính khoảng 130 cm và chiều cao em đo khoảng 80-76 cm các bác nhé. Đó, và yếm bệ trùng khoảng 11 cm. Đó, chiếc ghế đơn đo đại diện một chiếc. Đó, chiếc ghế này có kích chiều ngang khoảng 50 cm và chiều sâu 42 cm và chiều cao khoảng 113 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ bàn ghế ăn Louis này. Đó, và giờ em sẽ quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Đó, phần mặt bàn này các bác nhé. Đó, phần mặt bàn này bên ngoài thì được cẩn là những ô trám cảnh cây tứ quý tùng trúc cúc mai ở vòng tròn bên ngoài, bên trong thì được cẩn cảnh là tùng hạt bách điểu ạ. Đó, ốc Xà Cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, viền bên vòng tròn ngoài đây thì được cẩn là những đường chuyện cũng như là những chữ thọ các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Đó, ốc Xà Cừ Singapore 7 màu được thay đổi màu từng góc nhìn. Đó, rồi phía dưới này, phía dưới này thì là yếm bệ được cảm luôn các bác nhé. Đó, trùng khoảng 11-12 cm. Đó, cũng được cẩn hết những cảnh ô chám này như dây dây leo các nhé. Đó, dây leo ốc Xà Cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn. Rồi phía dưới chân
em sẽ quay phần kỹ hơn chân cho các bác ạ. Đó, chân là chân là bốn trụ đó nhé, chân được đục chạm là đầu lân, đục chạm là lân vườn cò, bốn chân đó, bốn trụ này thì đều được tiện hết các nhá. Đó, hàng cực kỳ là lớn luôn, em đo ở đây đường kính khoảng là 10 cm, đó cực kỳ là lớn luôn. Đó, rồi em sẽ quay sang chiếc ghế ạ. Đó, em sẽ quay một chiếc ghế thôi, còn các bác nào cần xem chi tiết thì em sẽ chụp lại như quay lại từng chiếc ghế để cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, chiếc ghế này thì được phần trên này thì được đục chạm là bông hoa lá tây các nhé. Đó, hoa lá tây phía trong lòng này được cả một cả chim hoa. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, những cái bông hoa này đều được sen lọng các nhé, ốc thật từ Singapore 7 màu, cực kỳ là đẹp luôn. Khung viền ngoài được cả những đường chữ thọ, nó khung cột cả những đường dây neo các nhé. Bảo em đo đây khoảng 4,5 cm, cực kỳ là lớn luôn. Đó, xem vào đó là những con tiện ở phía giữa này. Đó, kết hợp của nó cực kỳ là hài hòa luôn. Phần mặt này cũng được cần hết những bông mai các nhé. Chân là chân Louis, chân em đo ở đây là khoảng 7,5 cm, 8 cm các nhé. Đó, chân Louis cực kỳ là cong luôn các nhé. Đó, mà chiếc ghế này thì bên cơ sở em cũng đã hoàn thiện cực kỳ là mịn rồi các nhé. Đó, hoàn thiện vách nê cực kỳ là kỹ luôn. Đó, phần mặt sau cũng được đục chạm như mặt trước luôn. Đó, và được đục những đường dây neo hoa dắt này. Đó, bên trong thì được cẩn cẩn là song ngư. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các nhé. Đó, chân bạc chân dưới này cũng phải 4,5 cm các nhé. Đó, các bác nào cần xem chi tiết hơn về bộ bàn ghế ăn Louis như thế này thì bên cơ sở em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912 862 834, em đã ghi trên màn hình rồi, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn cho các bác ạ. Và với một bộ bàn ghế ăn như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Trường Nụ của họ chúng em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 65 triệu ạ. 65 triệu thì bên cơ sở em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Và bên cạnh đó thì bên cơ sở em cũng sẽ tặng kèm cho các bác là một tấm kính này luôn, một tấm kính mặt bàn luôn, đi kèm với bộ bàn ghế ăn này luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em có đây là một cây tủ cành hồng các bác nhé. Đó, cũng được làm trên nền là cây gỗ cụ hay gọi là gỗ bật cùng mật này. Đó, và có kích thước là phủ bì ngang là 125 cm ạ, phủ bì chân. Đó, và cao khoảng là 225 cm và sâu là 40 cm các bác nhé. Đó, và phần phía trên này thì đục chạm là một cành hồng Louis các bác nhé. Đó, đục chạm cực kỳ là tinh xảo và sắc nét luôn. Đó, phía chám dưới này thì được cẩn là cảnh một cây hồng ốc trà cờ Singapore 7 màu, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, khung cánh thì cẩn như đường dây leo, ô chám dây leo thì là đẹp lắm các nhé. Đó, em đo không bằng khung ở đây là 5 cm, bằng rộng 5 cm các nhé. Cột thì được cẩn là những đường chữ thọ cũng bằng là vuông 5 cm, cực kỳ là dày và chắc chắn luôn các bác nhé. Đó, phía bên trong này thì được thiết kế là 3 sàn các bác nhé, 3 sàn kính, mặt sau là văn na gỗ nhé, nó cực kỳ là dày dặn luôn. Những khung ván sàn này đều được cẩn hết các bác nhé, cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, rồi phía dưới này thì được thiết kế là 2 ngăn kéo các bác nhé, 2 ngăn kéo chúng ta có thể chứa đồ. Bên này em chưa nắp khóa vào, thế là bàn giao em sẽ nắp khóa vào đây để kéo ra kéo vào tiện dụng hơn. Đó, chân là chân xoắn ốc các nhé, em đo bảng chân ở đây là vuông 10 cm. Đó, bệ đều được bông hồng hoa lá tây các bác nhé. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn, bao đẹp cho các bác luôn ạ. Đó, với một cây tủ cành hồng như thế này thì bên cơ sở anh cũng sẽ giao đi với tất cả các bác với giá chỉ có 21 triệu thôi. Đó, 21 triệu thì bên cơ sở anh cũng sẽ bao vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Rồi tiếp theo đây là em có một chiếc kệ góc các nhé. Đó, một chiếc kệ góc này chúng ta có thể là vừa bày bông vừa bày đồ, cực kỳ là tiện dụng luôn các nhé. Đó, chúng ta có những cái đồ lưu niệm chẳng hạn như thế này, chúng ta sẽ bày vào đây. Đó, cực kỳ là đẹp và sang trọng luôn các nhé. Nó được làm trên nền là cây gỗ cụ ạ, hay gọi là gỗ mật cụ mật này, và có kích thước là góc 43 cm. Và chiều cao tổng thể tới chóp là 135 cm. Đó, cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Đó, chúng ta thể bày bông, bày đồ sứ, bày đồ lưu niệm ra đi, cực kỳ là tiện dụng luôn. Nó được làm trên nền là cây gỗ cụ ạ. Nó được vo tròn những cái sàn này để được soi những con tiện các nhé. Đó, những cái đường đục chạm hoa lá tây cực kỳ là tinh xảo và đẹp luôn các bác nhé. Đó, với một chiếc kệ góc như thế này thì bên cơ sở anh cũng sẽ giao đi với các bác chỉ có 3 triệu đồng thôi. Đó, 3 triệu bên em cũng bao vận chuyển luôn. Và tất cả các mặt hàng bên cơ sở em bán đều bao vận chuyển tận nhà cho các bác ạ. Nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em có đây là một cây tủ áo các bác nhé. Đó, em có đây là một cây tủ áo ạ. Đó, tủ áo này là tủ áo 2 buồng 2 cánh các bác nhé. Đó, 2 buồng 2 cánh ạ. Và được làm trên nền cây gỗ cụ hay gọi là gỗ mật cụ mật ạ. Em hiện tại em đang có là một cặp có sẵn tại nhà luôn.
và em lại đo thông số cho các bác cùng được tham khảo ạ. Cây tủ áo này có kích thước là cổ bì chân là 125 cm ạ, và chiều sâu em đo đây là 62 cm, và chiều cao em đo đây là 222 cm. Đó là thông số của cây tủ áo này. Đó, được làm trên nền là cây gỗ cụ ạ. Đó, phần top trên này nó được đục chạm là những cái nó đề này các bác nhé. Đó, cũng như là cầm một cành hồng ở đây. Đó, ốc sạc cường Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, phía dưới này thì những khung cánh này các bác nhé, nó đều được cầm là những đường chuyện cũng như là đường dây leo. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, dày dặn. Nó khung cánh cánh này thì được cầm những giỏ hoa bên trên, những bông hoa lá tây giỏ hoa. Đó, phía dưới thì được cầm là một cây hồng các bác nhé. Đó, khung cột thì được cầm là những chữ thọ, em đo bảng này là vuông 5,5 cm. Khung cánh là bảng 6 cm các bác nhé. Đó, 6 cm, và độ dày là 4 cm các bác nhé. Đó, cực kỳ là dày luôn. Đó, bên trong em bên cơ sở em cũng đã hoàn thiện cực kỳ là kỹ luôn. Đó, bên trên thì có một móc treo các bác nhé. Đó, phía dưới này có một sàn. Đó, mặt sau đều là tất cả đều là gỗ hết các bác nhé. Đó, phía bên này chúng ta cũng có thể chứa đồ luôn các bác nhé. Bên trên cũng có một móc treo, chúng ta thì treo đồ cực kỳ là tiện dụng luôn. Và bên em đã hoàn thiện các gì cực kỳ là kỹ rồi. Đó, rồi phía dưới này, phía dưới này thì cái tủ này được thiết kế là hai ngăn kéo tốt nhé. Hai ngăn kéo chúng ta có thể chứa đồ chăn ga gối điện, chúng ta có thể gấp nhỏ để bỏ ở đây. Đó, cực kỳ là tiện dụng luôn các bác nhé. Phía dưới này thì văn vệ độc chạm bông hoa lá tây, chân là chân quỳ xoắn ốc ngạ cũng được cầm những dây neo luôn các bác nhé. Đó, cực kỳ là kỹ luôn. Chân em đo đây là bảng vuông là 10 cm, cực kỳ là dày dặn luôn. Và lá này cực dày luôn các bác nhé, dày khoảng 1,7 cm. Đó, cực kỳ là dày và chắc chắn luôn. Tất cả ván lá này đều ván lá liền các bác nhé. Đó, cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, với một cây tủ áo như thế này thì bên cơ sở em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác với giá chỉ có 35 triệu thôi. Đó, 35 triệu một cây, em có sẵn ở đây là một cặp luôn các bác nhé. Đó, một cặp 75 triệu bên này cũng sẽ bao vận chuyển tại nhà và lắp đặt tại nhà cho các bác luôn. Đó, cái tủ áo này là hàng tháo rời các bác nhé. Đó, bên em sẽ bao vận chuyển lên từng cho các bác và tháo rời và lắp đặt tại phòng cho các bác luôn. Đó, các bác nào mà xem video ngày hôm nay mà nghe không đó hoặc xem ngày không đó thì hãy liên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912862834 đã em đã ghi trên màn hình rồi. Em sẽ cử hiện lại chi tiết hơn cho các bác ạ. Và mà các bác nào xem video thì hay thế nhé, sẽ cho cơ sở em làm một like cũng như là một đăng ký kênh ạ, để cơ sở em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác còn được tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ gỗ chủ nội của cho em ạ. Vâng, và cơ sở em cũng xin dừng video tại đây và xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.